Ok, hôm nay cuối tuần mình đi dạo ở The Block. Coi hôm nay có gì sale nha. Hôm nay thứ sáu, nói chung là người ta còn đi làm. The Block Mall này nó hơi vắng. Cái này nó gọi là The Block. Cái này là outlet, là nơi mà bán những quần áo dạng wholesale á, giá rẻ. Tommy 70% off toàn tiện. Đây hiệu Tommy. Ok, mình sẽ đi vô coi thử coi Tommy hôm nay có gì sale nha. Body persona polo, yeah, polo neck nữ. Samin 70% off. Tiệm Levi's 50% off. Giá được mua đó là giảm thêm 50% off khi mà mình ra tính tiền. Clearance là tổng sale. Baby muốn tìm quần áo đâu? Đi qua anh kia, đàn ông bên kia, bên đây phụ nữ. Đi qua, đi xuống đây. Ice cream. How much is this? Hello. Wow, the dog so cute. Thank you. It's
boy or girl? Girl. Girl? What's her name? Whoa. So, It's okay. Ở đây thì nó có một con đường, toàn là những quán ăn thôi. Rất là dễ thương. Trước mặt thẳng kia đó là tiệm Victoria Secret Store, là bán mấy quần áo của phụ nữ, đồ lót của phụ nữ. Là ở đây nó có một tiệm phim AMC rất là lớn. Ok, mình đi vô thử coi tiệm phim ở Mỹ bên này có gì nha. Forever 21. Đa số tiệm này là dành cho giới trẻ, những cô trẻ, teenager. Đồ rất là funky. À, giống như mặc đồ ngầu giống như vậy nè. Hello! Oh my god! Can I touch it? Oh! Wow! It's so cute! Hello boy! Hello! Wow, so cute! Churros! Cái bánh giống như nó rắc đường của người nãy. Thành phố lên đèn rồi. Đây là tiệm yogurt. Mình vô mình tự lấy yogurt như vậy nè. Xong rồi người ta là người ta căng. Đó, căng tính tiền. Cái tiệm này là bán đồ ăn mà cũng có bia nè, rượu nữa. Thường thường giới trẻ là đây để ăn và ngồi uống. Nói chung hôm nay là thứ sáu thì cũng gọi là hơi vắng. Tám mươi phần trăm ốp cho toàn tiệm, bất cứ đồ nào.
Wow, hôm nay là ở cái mall này á, nhiều người, nhiều tiệm á, sale quá trời. Hai cái áo 25 đồng. Cho mặt trời sao? Có mặt trời cũng dứt á. Xem xin. Hai cái áo 25 đồng, đủ kiểu. Đây là cái bảng giá sale 60% off, cái giá original bao nhiêu thì nó sẽ có cái giá xuống đây. Thì mình cứ vô đây mình chọn kiểu thôi. Kiểu dài thì nó có giá sẵn rồi. Dài su, cái này bên là phần của phụ nữ. Su đủ kiểu. Cái dưới kia có clearance là 75% off nè. Bảy mươi lăm phần trăm ớt luôn. Đây bên phụ nữ, còn bên phái nam thì bên đây. Jay and Booster, chỗ này là cũng chỗ quán ăn, hồi hôm nay cho chơi game. Ở giữa the block có những khu vui chơi cho những cháu nhỏ. Đây, bỏ tiền vô. Ok. Còn cái này là chum. Đây. Ok, con này xong rồi. Ok, chuẩn bị chum. Good job. Wow. Wow, nice one. Yes. Wow. Wow! Wow! Cao quá, dĩ cao quá. Ok, bây giờ đi vô tiệm Nike. Đây là những kiểu giày mới vừa mới ra được trưng bày ở đây. Bên đây là giày của phái nữ. Ok, quá trời đông luôn. Tiệm Nike hôm nay là có đại giảm giá, đông quá.
tiền đông kinh luôn. Thank you.